Sáng ngày 14 tháng 8, Hồ Ngọc Hà bất ngờ lật lại ồn ào chèn ép Minh Hằng 2 năm trước thông qua trang cá nhân. Đang yên đang lành bỗng dưng xới lại chuyện cũ, Hồ Ngọc Hà đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Giữa lúc dư luận đang tranh cãi nảy lửa thì mới đây trang cá nhân của người quản lý truyền thông của Minh Hằng đã có động thái lạ. Người này đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Chỉ là chị sắp ra MV thôi mấy đứa nha, nhắc lại chị sắp ra MV, a hi hi." Dù không chỉ đích danh ai, song cư dân mạng cho rằng quản lý truyền thông của Minh Hằng đang bóng gió mỉa mai Hồ Ngọc Hà, mượn scandal cũ để PR sản phẩm âm nhạc sắp cho ra mắt. Khá trùng hợp, nữ hoàng giải trí cũng chuẩn bị trình làng MV mới. Được biết sản phẩm của cô sẽ lên kệ vào 8 giờ tối ngày 15 tháng 8 và trong đoạn status nói về sự việc với Minh Hằng, cô cũng không quên PR cho sản phẩm mới của mình. Còn với Minh Hằng, cô chọn cách im lặng trước truyền thông. Trên trang cá nhân của mình, Minh Hằng đã chia sẻ một bức ảnh kèm icon ngầm thể hiện sự im lặng giữa tâm bão. Động thái này của Minh Hằng nhận được nhiều sự đồng tình và động viên của người hâm mộ. Chưa biết rõ sự việc 2 năm trước ai đúng ai sai, nhưng mà dù thế nào thì ở thời điểm hiện tại, hai người cũng đang có những thành công riêng và sức ảnh hưởng của riêng mình. Cùng ủng hộ hết mình cho cả hai nữ ca sĩ tài năng nhé!